Khuyết tật ở Việt Nam thì là bị khuyết tật là do ảnh hưởng của di chứng chiến tranh. Gia đình của họ thường rất là nghèo, và anh biết đấy, vật lộn với một cuộc sống nghèo khó với đủ những thiếu thốn đã là một điều vô cùng khó khăn, nay lại còn khuyết tật nữa. Vậy thì họ sẽ phải làm gì để vượt qua chuyện này? Trước hết thì tôi phải cảm ơn Chúa vì đã cho tôi một gia đình tuyệt vời, được sinh ra tại một đất nước mà tôi có thể có được một chiếc xe lăn miễn phí. Đó chính là lý do vì sao mà lần này tôi đến đây và mang tới những chiếc xe lăn để tặng cho các bạn khuyết tật Việt Nam. Tôi muốn thông điệp của mình biến thành hành động. Tôi nghĩ rằng mình cần cảm ơn những gì mà Thượng Đế ban cho. Tôi luôn nghĩ rằng là nếu dù cuộc sống có tồi tệ đến mức nào đi nữa, dù trong một ngày tôi có thể chết, nhưng tôi tin rằng là thiên đường là có thật. Tôi sẽ không bao giờ đơn độc trong cuộc đời này. Chúng ta luôn có quyền được lựa chọn. Điều quan trọng là phải luôn có tầm nhìn. Bố mẹ là tầm nhìn của tôi. Nói thật là ngay từ nhỏ tôi cũng chẳng biết mình sẽ làm được gì. Tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ là mình có thể lấy được vợ hay là có thể hạnh phúc. Tôi chỉ biết cố gắng chấp nhận mình hàng ngày. Tôi chịu trách nhiệm với bản thân mình, cố gắng làm những gì mình có thể, chấp nhận sự thật về những cái mình không thể làm và thay đổi những thứ mình có thể thay đổi. Cố gắng hàng ngày không từ bỏ. Tôi thấy nhiều người từ bỏ và đầu hàng bản thân quá sớm. Hãy cho bản thân cơ hội. Ngay cả những bộ phận khiếm khuyết của bạn cũng có thể làm nên chuyện. Vâng, rất là cảm ơn Nick và bố mẹ của anh đã chia sẻ những câu chuyện của mình. Cuộc sống sẽ luôn tươi đẹp nếu chúng ta suy nghĩ tích cực và không ngừng cố gắng. Cảm ơn anh một lần nữa đã tham gia chương trình. Vâng, xin lời cảm ơn chị. Thank you for having us. Thank you.